luôn khoe sắc, mãi ngắt hương đi cùng công cuộc đổi mới của đất nước. Và đây, đây cũng là khoảnh khắc báo hiệu KT đã đến. Mời quý vị và cư dân Mỹ nhiệt vào hội KT.
độc đáo trong văn hóa thổ cẩm Trăm Biển Hiệp. Tất cả đều có vẻ đẹp riêng sống động mà nghệ nhân luôn tạo cho mình những sản phẩm chất lượng cao với bàn tay khéo léo sáng tạo cùng bí quyết nghề nghiệp để làm đẹp cho chính mình. Oh,
xuân thắm tươi, ngàn bó hoa ruộng tiếng ca liều mơ hồi, với nhịp trong cây rộn vang, vẫn tu hú ra ca vì làng trói trăng, vẫn tu hú ra ca vì xứ đất nổi, rừng ta tin ngàn di tích xưa còn đây. Lung linh sắc màu thổ cẩm và ca tê năm 2018 tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn quý khách đã ưu ái tình cảm về dự và bảo hội cùng cư dân làng nghề Mỹ Nghiệp. Chúc các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu và các nghệ nhân.